Trong chốn cô thành mong cứu viện, tàn quân huyết chiến luống bi ai, đoái trông cố quốc lòng đau xót, trùng vây không nổi vượt ra ngoài, Trường Giang một dài 3000 dặm, nỡ để về tay kẻ khác loài. Những áng thơ bi ai, cả máu và nước mắt hòa tan thành một dòng chảy nhạt nhòa, làm xốn sang bất cứ kẻ ngộ đạo nào. Một kinh thành vững chắc bị vây hãm không cửa thoát, đâu đó chốc chốc lại lọt ra những tiếng cứa lòng của giáo mác sát thương. Bầu trời đen kịt vì khói lửa điêu tàn, khung cảnh chết chóc khiến cho người trong cuộc lại càng xót xa hơn. Đó là những thuật ngữ chiến tranh lột tả trần trụi về cuộc chiến tàn khốc thực sự giữa Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh và Thiên Mã Vương Mảnh Thần vào năm 2017. Cái mỹ hiệu Thiên Mã Vương vốn dĩ được cả kỳ đàn xưng tặng, khi anh, một tay cờ trẻ, lại dùng những nước mã còn cao hơn cả chữ cao, thoát ẩn thoát hiện, xuất quỷ nhập thần, trong 10 bước giết người bén nhạy, nghìn dặm xa vùng vẫy mò chi. Việc xong rũ áo ra đi, xóa nhòa thân thể, kể gì tiếng tăm. Vần đấu rất hay diễn ra tại đại kỳ thành chiến Hoa Mộc Quảng Dương Bôi, trong đó Tôn được lĩnh tiên đã chủ động đóng pháo ngay từ đầu. Mạnh Thần lúc này cũng rất nhanh nhẹn, chính mã đầu tiên phát triển. Tôn Dũng Trinh cũng nhảy ngựa, Mạnh lúc này chủ động bình xe thì Tôn cũng theo xe. Sau khi Mạnh Thần đưa chiến mã thứ hai lâm trận, Tôn Dũng Trinh lúc này binh ba tiến một, trung pháo đối bình phong mã tấn tam binh. Mạnh Thần cũng đối binh tương ứng, thì Tôn nhảy ngựa biên. Vẫn là một biến đi khá chuẩn chỉ. Tới đây, Mạnh Thần đấm binh biên để kiềm chế thằng. Sau khi Tôn Dũng Trinh bần lao xe quá hà, Mạnh Thần lúc này đã tạt pháo chủ động kích đấu ngay. Tôn quyết định là đổi ngang quân, buộc mã lộ 7 phải thoái thủ, rồi nhân tiện vào việc binh của giặc đã đấm lên từ trước, lại dùng pháo 8 binh 7. Mục đích tiếp theo, chỉ cần dùng binh 7 thượng lên, ắt hẳn rằng mã là một tác nhân giữ trọn vẹn trung binh sẽ gặp đại họa. Bởi vậy, không hề còn một lựa chọn nào khác tốt hơn. Mạnh Thần tượng 3 phải tiến 5, còn nhảy ngựa để phong tỏa. Tác dụng chẳng những là không được nhiều, mà thậm chí rằng gầy ong còn đập lưng ong. Pháo trống của đỏ rất hiểm nguy. Còn tới đây, Tôn vẫn giữ vững nhịp tiên thủ của mình, lập tức xuất xe truy lấy pháo. Thì Mạnh Thần đã tạt vào cánh biên, Tôn dũng mãnh lao xe qua hà. Mạnh Thần lúc này sĩ 4 tiến 5, thì Tôn đã chọn một cách đánh đơn giản để trục lợi là pháo diệt thẳng trung binh. Tất nhiên rằng nếu như mã 3 tiến 5 là một đòn thường thấy ở trước, chắc chắn rằng đỏ sẽ dùng xe đóng thẳng vào. Việc mất tiếp một trong hai quân binh lộ 7 và lộ 9 là lẽ đương nhiên. Chắc chắn là về lâu dài đỏ dễ chơi hơn ở giai đoạn tàn cục. Cho nên biết là như vậy, gió chiều như dục cơn sầu, vì lô hưu hắt như màu khơi trêu. Chắc chắn rằng nếu như mã đạp thẳng trung pháo sẽ xa vào cạm bẫy của đối phương. Bởi vậy, bất đắc dĩ, Mạnh Thần tới đây buộc phải xuất tiếp chủ lực. Tại vì vẫn đang còn ám phục một chiêu thức đánh trà mà chắc chắn rằng Tôn Bạch Miêu không thể nào làm ngơ. Chính là cắm thẳng xe lên 7 nước và chốc đôi. Bởi vậy Tôn sĩ 4 tiến 5. Mạnh Thần ra tay rất quyết đoán, lúc này dùng pháo vượt sông diệt thẳng chốt. Thấy đối phương đang tích cực ra tay, chuẩn bị lương thảo và cơ sở vật chất cho một cuộc chiến dài lâu, lúc này Tôn cũng chẳng phải là dạng vừa, làm điều tương tự, lấy pháo ném tận ra biên cương để diệt thẳng chốt. Mạnh Thần mã 8 lại tiến 7 truy bắt ngay. Tại vì rằng nếu như không thì xe chỉ cần diệt thẳng quân chốt 7, chắc chắn rằng lực kiềm chế ở phía cánh trái này Mạnh rất khó để giải quyết. Còn tới đây, Tôn Dũng Trinh lại dùng pháo 1 bình 2. Có thể thấy là mộng mị cơ đồ không hề từ bỏ, kể cả những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất. Truy sát tận cùng, Mạnh Thần quyết tâm giữ lại bằng việc dùng pháo 9 tiến 1 để tạo căn. Thì Tôn lại rất chủ động, binh 7 tiến 1 công thẳng vào quân ngựa còn lại. Mạnh Thần mã 3 lại tiến 5. Tôn chấp nhận đổi ngang để cho mã của Mạnh Thần treo lên đầu tường. Rồi lúc này phát công văn hỏa tốc, lệnh cho một chiến mã đang ở đường hẻm phóng ra đại lộ hướng thẳng về kinh đô của đối phương. Nhưng cũng chính vào thời gian chuẩn bị này,
mà Tôn Dũng Trinh để cho Mạnh Thần có cơ hội đánh ra một đòn chớp nhoáng là binh bảy lại tiến một, dùng pháo truy bắt chủ lực. Tôn Dũng Trinh bèn lui xe về cửa hà, xem chừng như là một đòn cố thủ đầy vững chắc. Binh vượt sông lập tức mất mạng ngay. Nhưng đường cơ của Mạnh Thần lại rất quái quỷ, binh một lại tiến một. Sau khi Tôn không hề còn lựa chọn khác, phải đổi ngang diệt gọn. Và tất nhiên nếu như Mạnh Thần dùng mã ba tiến một, vạn sự sẽ trở thành công cốc. Đôi bên tiếp tục một cuộc chiến dai dẳng ở cờ tàn. Còn phương án chính thức lúc này của Thiên Mã Vương là quăng lên phía trước để ngọa tàu, không quên ném thẳng về chủ lực của đối phương một lưỡi hái tử thần, buộc lòng phải tháo chạy ngay. Tôn Dũng Trinh lúc này lại đoái thủ. Đây có phải là một sai lầm chí mạng? Tại vì chẳng khác nào cổ võ cho giặc chỉ cần một bước lao ngửa để chiếu ngay. Tướng Lộ Năm vừa mới qua được vài hiệp đã chẳng thể nào ở yên tại vị, là một điểm hoàn toàn thất sách. Khó tan bể thảm nguồn ân, hận đàm hoa tựa phủ vân sớm tàn, nước non ngàn dặm quan san, qua vàng ngựa sắt gò hoang chôn vùi. Nhưng thực ra chúng ta hãy dừng lại một chút. Nếu như tới đây Tôn Dũng Trinh lại chủ động thối xe để giữ lấy nước chiếu thì sao? Lập tức Mạnh Thần còn có một chiêu hiểm ác. Chính lúc này chỉ cần đưa binh bảy tiến một, chắc chắn rằng trận đồ gây sức ép này về phía Tôn Dũng Trinh rất khó để giải quyết. Và sau khi chính ngựa này bị đánh bật gốc, kiểu gì trung binh ở giữa cũng bị đe dọa, hình cờ lúc đó lại càng nguy hiểm hơn. Cho nên ở trước thực ra Tôn Dũng Trinh hoàn toàn nhìn thấu tâm can của Mạnh Thần, đã chủ động giật xe một vừa truy bắt lấy pháo, khiến cho quân binh lỗ bày phải đứng mấp mé ở cửa hà vĩnh viễn. Thì Mạnh Thần lúc này đúng với chức vị Thiên Mã Vương, chỉ vài bước là có thể khuấy động về hàng tuyến phòng thủ của đối phương bằng một thần ngựa của mình. Mã quăng lên để chiếu ngay, buộc tướng phải xuất động, rồi lúc này lại nhanh nhẹn điều xe để truy pháo, cũng không hề còn nhiều lựa chọn. Tại vì lúc này nếu như mã 9 hồi bày vừa đánh ngược lại, chắc chắn rằng sẽ phải mất mạng. Tại vì đen chỉ cần dùng pháo để diệt thẳng ngựa mà thôi, mất quân chủ lực ở phía trên. Nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến đại cục, tại vì lúc này mã chỉ cần diệt lui chủ lực, đi kiểu gì thì pháo lộ 3 cũng phải được một phen thất điên bát đảo, tháo chạy khỏi chân tường. Lúc đó thì binh bảy lại tiến một, trận đồ ở phía cánh phải vẫn vỡ nát như tương. Còn nếu như hồi lui vừa truy bắt lấy ngựa để giải phóng áp lực, lúc này nó lại quăng lên vừa đánh ngược lại thì lại ba hồn bảy vía với sức cùng lực kiệt, e rằng chẳng thể nào gắng cự được lâu. Cho nên tới hình cờ này, Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh phải bình xe để kích đấu ngang. Tại vì nếu như tháo chạy pháo là điều không thể, mã sẽ quất lui về chủ lực. Còn tới lúc này, Mạnh Thần phóng thẳng xe, buộc ngựa của đối phương phải thoái thủ, rồi nhanh nhẹn đưa binh bảy vượt sông. Nhưng tới đây, mọi thứ trước mắt còn khá mập mờ để chúng ta phỏng đoán sớm về một tương lai ảm đạm hay là rực rỡ. Tôn Dũng Trinh với một lòng kiêu hãnh của Bạch Miêu, trong hình cờ này át hẳn cũng đã toan sự chu toàn cho mình. Vết thương dù đỏ máu, không rơi lệ sầu bi, dương cao cờ khởi nghĩa, quyết không chịu sống quỳ. Tới đây, Tôn Dũng Trinh bên hồi pháo một mạch, vừa truy thẳng vào ngựa, buộc mã lộ 3 phải tháo chạy ngay lập tức, rồi đơn giản là pháo 2 bình 3. Quân binh lộ 7 xem ra cũng chẳng thể nào chạy thoát. Mặc dù ở trước, Thiên Mã Vương đã phải rất cực khổ, tính toán đủ trăm đường mới có thể đưa nó vượt sông. Nhưng mọi thứ lúc này lại đổ ra biển lớn một cách công cốc, không hề động lại bất kỳ một điều gì cả. Và đối phó lúc này của Mạnh Thần, mã 7 tiến 8 ngay. Có vẻ là anh đang tìm đường thoát chạy để thoát khỏi việc pháo gây áp lực ở nước đánh tiếp theo. Vậy thì đây có phải là một hình cờ đơn giản để Tôn Dũng Trinh đưa pháo tiến 3 để diệt trừ hậu họa hay không? Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng, thị phi thành bại theo dòng nước, sừng sững cơ đồ bỗng tay không. Nếu như trận đồ này diễn ra, Tôn Dũng Trinh sẽ phải ra về tay trắng trong tức tưởi. Tại vì Mạnh Thần chỉ cần dùng pháo bình vào, vẫn còn ám phục mã 8 tiến 6 vừa đánh chết một chủ lực ở đường 3.
nhưng dĩ nhiên không thể nào tháo chạy hoặc là truy càn. Tại vì rằng nếu như dùng pháo tiến 1 sẽ trở thành công cốc, lúc đó thì pháo 6 lại thối 2 nhờ tường để truy bắt, vạn sự vẫn về. Và hiểm ác hơn lúc này, nếu như tướng 4 bình 5 trốn thẳng vào giữa trung lộ, thì lúc đó mã lộ 1 lại là kẻ lập đại công. Cho nên, để tránh khỏi thảm án sớm, chỉ còn cách là hồi ngựa về để ngăn cản đòn ngọa tào này mà thôi. Nhưng sau khi mã quăng lên, chắc chắn là đò sẽ phải buông mình trong tức tươi. Tướng 4 bình 5, đơn mã này mất, và hình cờ trước mắt rất khó để tung ra những đòn đánh chu toàn tiếp theo. Cho nên, tới đây, sau khi ngẫm nghĩ một hồi lâu, Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh quyết định quăng ngựa lên phía trước. Vừa đang còn truy bắt lấy pháo lộ 1, Mạnh Thần quyết định binh 7 lại tiếp cận. Đương nhiên rằng, nếu như tháo chạy mã lộ 3, không hề còn cửa thoát, như đã ngồi trên lưng hổ, phóng lao phải theo lao. Tôn Dũng Trinh lấy mã đoạt pháo ngay, chấp nhận rằng đơn mã này mất mạng, vừa truy luôn cả pháo, rồi tìm đường tháo chạy. Và tất nhiên còn một trong hai lựa chọn, nhưng kết cục vẫn giống nhau. Pháo 3 bình 2 hoặc là bình 4 như lựa chọn chính thức của Tôn vẫn bị binh 7 tiếp cận, vừa truy bắt, pháo lại tiến 2. Và nhờ vậy mà mã thần của họ Mạnh lại tự do tự tại, quay về chốn cũ sau một thời gian rong ruổi. Mộng Đà dứt trốn phù sinh, buồn ôi Nam Quốc trở mình vào thu, kiếm buông nhìn trốn xa mù, biết về đâu bước phiêu du hải hà. Từ một chỗ hàng ngũ rất chỉnh tề, nhưng chẳng mấy chốc, qua một vài biến chuyển bất lợi, đặc biệt là một đòn đánh đầy hữu hiệu của Mạnh Thần ngay tại những nước đầu khai cục, là binh 7 tiến 1 để dùng pháo lộ biên truy bắt một cách bất ngờ. Tôn Dũng Trinh tự sa vào thiên la địa võng lúc nào chẳng hay. Và trong hình cờ này, cơ đồ đang đứng trước bờ vực của sự phá sản. Xin được diễn thử một vài nước để chúng ta có thể biết được cái nguy thực sự rất lớn của họ Tôn. Ví dụ là mã 9 tiến 7, lúc này thì chốt đoạt thẳng tượng, tướng lại thượng, rồi chỉ cần mã 8 tiến 7. Tại vì nếu như đưa tướng thượng tít lầu 3, pháo chiếm đóng đường sườn và kết cục lại càng bi đát hơn. Chẳng hề còn một lựa chọn nào khác là phải dùng pháo để cảm tử, sức cùng lực kiệt, cũng chỉ để cho đối phương dày vò mà thôi. Cho nên ở hình cờ trước, sau khi mã của Mạnh Thần quang chiếu buộc lòng phải theo pháo để truy càn, nhưng vẫn phải mất mạng. Tại vì chỉ cần pháo 9 bình 7 cũng là một màn tuyên án tử đối với đơn pháo còn lại. Xuất phát từ biến đi trên, đơn này sinh ra một lựa chọn tiếp theo trong hình cờ này của Tôn Dũng Trinh. Liệu rằng có thể nào quang tưởng để liên kết thẳng ở giữa trung lộ? Nhưng Thiên Mã Vương chỉ cần mã 8 tiến 7, chắc chắn là đò không thể nào đỡ được sát cuộc tiếp theo cho dù đã thấy trước. Chính là việc chốt 7 bình 6 để tạo sát ngay. Chỉ còn cách sĩ 5 tiến 4, nhưng lúc đó pháo sẽ theo và mọi sự vẫn về. Đi đằng nào, chạy đằng trời thì vẫn bị chốt bình vào để tốc sát. Tại vì lúc này sau khi pháo tiến 2 thì mã còn lại lập đại công. Có thể nói là một đường cờ mai phục ẩn chứa rất nhiều huyền cơ. Bởi vậy ở trước, việc liên kết tượng thẳng ở giữa trung lộ là không thể nào xem xét. Còn nếu như tượng 3 tiến 1 thì sao? Ý chỉ rằng nếu như mã 8 tiến 7 chỉ cần bình pháo qua bọc lót, xem như tạm thời vẫn bình an vô sự. Chúng ta hãy tiếp diễn việc này. Và đây cũng là hình cờ mà Cửa Thủ Nam Mê đã để lên trang fanpage để các bạn có thể thảo luận trước về một sát cục tuyệt đẹp mà đen có thể thi triển ngay lập tức. Trong hình cờ này, theo như biến đánh trên, ắt hẳn rằng phải dùng ra chiêu thức đầu tiên, mã 8 phải tiến 7. Mục đích là vừa hăm sát bằng nước đánh chốt 7 bình 6. Ngoài ra, còn cấm càn khiến cho chiến pháo lộ 4 này chẳng thể nào di chuyển, và là một cơ hội tuyệt vời để tận dụng lấy quân pháo biên sẽ thực sự rất mạnh. Đương nhiên rằng, để chống đỡ với việc chốt 7 bình 6 không thể nào dương sĩ lên, tại vì ngoài sát cục pháo bình vào lộ này như biến đi trước, thì còn một cách đánh nữa hữu hiệu là dùng pháo đoạt tượng. Và đỏ cho dù đi kiểu gì vẫn bị binh 7 tiến 1 để tốc sát cả. Lúc này chỉ còn có thể là quang tưởng lên thì vẫn phải mất mạng, và chiêu thức tiếp theo này vẫn được triển khai mà thôi. Có thể thấy là sông mã của Mạnh Thần đang án ngự ở những vị trí tối thượng,
không thể nào hiểm ác hơn, khiến cho trận hình của Tôn Dũng Trinh dường như cho dù vùng vẫy cả 9 tầng trời cũng không thể nào chạy thoát. Cho nên, tới hình cờ này bắt buộc rằng Đỏ sẽ phải xem xét lựa chọn là bình pháo qua để cấm cản ngựa. Thì Đen chỉ cần bình pháo vỗ mặt, bắt buộc rằng Sĩ phải dương rồi lúc này quăng mã để đoạt tượng. Và cái quái nhất của hình cờ này, mặc dù thấy trước chiêu thức của Đen, mã chính chỉ cần tiến 8, lúc này ngoài việc truy bắt pháo lổ 3, một sát cục cao vời vợi lúc đó Đỏ không thể nào gánh vác, chính là chỉ cần bình chốt qua rồi nhảy ngựa lui. Xin được thi triển để các bạn có thể mường tượng rõ ràng hơn. Nếu như mã chín tiến bay, mã quăng lên vừa chốc lấy pháo, pháo tháo chạy, lập tức bình chốt, bắt buộc rằng pháo phải theo, rồi chỉ cần hồi ngựa lui. Đây là những gì Đen đang còn đợi chờ. Nhưng nếu như mã quăng lên trước, Đỏ không tài nào gánh vác nổi. Bởi vậy chỉ còn một phương án duy nhất để tiếp tục cố thủ, chính là phải quăng tượng lên giữa trung lộ, để mà sau khi mã quăng đường này phải lập tức hồi tượng lui. Đây là một cách thức duy nhất để chống sát. Lúc này mã 8 lại diệt pháo ngay. Hình cờ này chẳng những là thua thiệt hoàn toàn về quân chủ lực, mà Đỏ đang đứng trước một nguy cơ rất lớn của sự diệt vong. Chỉ cần những bước đi tối thường tiếp theo, Đen chắc chắn sẽ giành chiến thắng một cách hoàn toàn thuyết phục. Về hình cờ của Đỏ, tướng không thể nào di chuyển, đôi sĩ này cũng vậy. Nếu như sĩ 6 tiến 5, càng có lợi hơn để quân pháo lộ 6 này có thể công kích. Còn nếu như quăng tượng, e rằng chẳng mấy thích hợp. Tại vì tha rằng cứ để nguyên, nếu như chốt tiến thẳng, tướng thượng lầu 2 còn có cơ may sống sót để bình thẳng vào giữa trung lộ. Cho nên từ đó suy ra, quân mã lộ 9 này phải tiếp tục là kẻ được dùng tiếp theo. Mã 9 tiến bay, còn tất nhiên nếu như pháo 4 tiến 2 cũng chẳng mấy ảnh hưởng tới nước cờ tiếp theo mà Đen đang còn đợi chờ, chính là dùng pháo bình qua. Lúc này đang còn ám phục, cắm thẳng pháo chiếu, bắt buộc tượng phải ly tán, rồi chỉ cần nhảy mã ở cánh biên, không thể nào đỡ được nước sát tiếp theo, chính là việc mã 9 lại tiến bay. Bởi vậy phải theo pháo để truy càn. Lúc này thì ngựa lại hồi về để truy bắt ngay. Sau khi pháo buộc phải tiến 1, mã 6 lại tiến 8. Và đây là hình cờ hiểm ác vạn phần. Đi kiểu gì, pháo 8 vẫn bình 6, lợi dụng vào sức ngựa để ngăn cản việc bọc lót đơn giản của pháo lộ 2. Và tiếp tục tiền mã hậu pháo để tạo thành một tuyệt sát để đời. Chắc chắn rằng Đỏ sẽ có phần nào ám ảnh những nước mã vô cùng quái dị nhưng lại rất cao cường của một tay cờ dụng mã hàng đầu, Thiên Mã Vương. Lùi xa rồi tiếng loa tiếng trống vẫn rõ ràng sống động, bao gương mặt anh hùng, con đường xưa ngập trong cát bụi, thành quách xưa hóa cảnh hoang tàn. Năm tháng oai hùng thành lịch sử, bao chiến công tên tuổi hẵng còn vang. Mộng Bá Vương ai là người quyết định, lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân. Kinh thành đổ nát, bá tánh rơi vào cảnh lầm than, Tôn Dũng Trinh gần như không thể nào còn cửa thoát. Còn trở lại vần đầu thực chiến, lúc này một lựa chọn gần như bất đắc dĩ của Tôn Dũng Trinh chính là lệch pháo 1. Vừa đăng phục chỉ cần thoái thủ, càn sức ngựa, và tướng lộ 4 này nhờ đó mà qua khỏi cảnh hiểm nguy. Nhưng thế quân lúc này của Mạnh Thần đã như nước chảy, không thể nào ngăn được. Lập tức dùng binh tiến 1 đoạt thẳng tượng, buộc tướng phải thượng lầu 2, rồi nhảy ngựa để chiếu ngay. Như phân tích trước, nếu như tướng thượng 1 là rất thất thiệt. Còn nếu như binh pháo qua cấm càn thì thiệt trắng một quân chủ lực, và lúc đó thì vạn sự cũng phải đổ nát tiêu điều. Cho nên lựa chọn của Tôn Dũng Trinh là buông bàn cờ để nhận thua. Ngẫm ra muôn sự trên đời, khó đem thành bại mà soi anh hùng. Ngàn bia như sắt như đồng, hiên ngang một khoảng, mênh mông đất trời. Có thể nói là một trận chiến rất hay, đặc biệt là tài điều động kỵ binh của Thiên Mã Vương Mạnh Thần đã đạt đến một cảnh giới tối thượng, khiến cho đất đá còn biết lay động, huống hồ gì lòng người dễ để khước từ. Phần bình luận hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.